nữ chiến binh duy nhất khiến hốt tất liệt ám ảnh một đời là ai? Hốt tất liệt là một trong những đại hán có tham vọng mở rộng bờ cõi. Ông không chỉ được hậu thế nhắc tới nhờ tài năng lãnh đạo mà vị vua này còn được biết đến bởi những bí ẩn xung quanh cuộc đời mình. Điều ấn tượng về Hốt tất liệt Hốt tất liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn vị hoàng đế đầu tiên của đế chế Mông Cổ. Cha của Hốt tất liệt là Đảng Nguyên, Hốt Tất Liệt là người con thứ hai của Đà Lôi với vợ cả. Ít ai biết rằng Hốt Tất Liệt chào đời khi Mông Cổ đang giao chiến với quân Kim. Sự ra đời của Hốt Tất Liệt tại chiến trường là điểm báo cuộc đời ông gắn chặt với vận mệnh quốc gia. Đây là một trong số những điều ấn tượng về Hốt Tất Liệt. Năm 1271, Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên, đến năm 1279, quân đội của Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Nam Tống và thống nhất Trung Quốc trước khi trở thành người đứng đầu Mông Cổ, Hốt Tân Liệt đã có cuộc tranh giành quyền kế vị với người em trai là A Lý Bất Ca. Với trí thông minh, trượng nghĩa, tài cầm quân xuất chúng, Hốt Tân Liệt đã giành chiến thắng trong cuộc chiến vương quyền kéo dài 4 năm trên. Trong thời gian cầm quyền, Hốt Tân Liệt đã dung hòa nhiều tôn giáo chung sống hòa bình với nhau như Phật giáo, Đạo Hồi. Hốt Tân Liệt là người theo Đạo Phật, vì hoàng đến này không chỉ quan tâm đến Phật giáo mà còn chú ý đến sự phát triển của đạo Kitô trên thế giới. Hốt Tân liệt còn mời các sứ giả truyền đạo Kitô vào Trung Quốc để truyền bá tôn giáo. Trong triều đại của Hốt tất liệt, con đường tô lụa, tuyến đường giao thương với phương Tây đã có sự phát triển rực rỡ. Hốt tất liệt còn cho người bảo vệ an toàn cho những đoàn thương nhân của Mông Cổ lẫn người nước ngoài khi đi qua con đường này. Không chỉ chinh phục các nước cận kề với Mông Cổ thành nước chư hầu, Hốt tất liệt còn muốn thôn tính cả Nhật Bản, Đại Việt, Ba Gan và Java nhưng không thành công. Nữ chiến binh Hốt Tất Liệt cũng phải nể phục là ai. Hốt Thúc Luân còn được biết đến với nhiều cái tên khác như Ajane, Khonton hay Ayurang đều có nghĩa là ánh trăng. Hốt Thúc Luân sinh vào khoảng những năm 1260-1270. Cha của bà là Hải Đô, là cháu của Hoa Khoát Đài và cũng là một người anh em họ của Hốt Tất Liệt hốt thóc luân trộn tách sống du mục như tổ tiên của bà bà được cha nuôi dạy những người dân du mục chính hiệu nghĩa là bà được học đấu vật cưỡi ngựa bắn cung bà là một nhân tài trong những bộ môn này trong sử sách cũng đề cập rằng bà được coi là nữ chiến binh mông cổ xuất sắc nhất không chỉ giỏi võ nghệ hốt thóc luân còn có tài thao lược cha của bà cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của bà khi có việc quân tương truyền là khi hốt thóc luân đến tuổi gà chồng cha của bà có ý muốn kén rể nhưng bà đã từ chối và ra điều kiện rằng ai thắng mình đấu vật sẽ lấy người đó, còn nếu bà thắng, người kia sẽ phải trả cho bà 100 con ngựa. Kết cục của lần kén rẻ này là không ai có thể thắng được hốt thóc luân. Bà thậm chí còn được hơn 10.000 con ngựa sau khi hạ gục những người tới ứng tuyển. Trong cuốn sách của Marco Polo, hốt thóc luân được mô tả là một chiến binh bất bại. Bà có thể đánh bại những chiến binh giỏi nhất, dễ dàng tiến vào lòng quân địch để lấy thủ cấp tướng. Thậm chí, trong một trận đánh với quân của Hốt Tân Liệt, bà đã nhanh chóng bắn hạ ba đại tướng địch, giúp cho quân của cha mình chiếm lại một số vùng đất trọng yếu của Tân Cương. Bà là nỗi ám ảnh một đời của vị vua nhà Nguyên. Vào những năm cuối đời, cháu nội thành cát tư hãn, Hốt Tân Liệt đã từng treo thưởng tới 10 vạn lượng vàng cùng 1.000 con ngựa chiến cho bất cứ ai lấy được đầu của Hốt Thục Luân. Truyền thuyết của Mông Cổ kể lại rằng, có tới 7 sát thủ được cử tới để ám sát bà nhưng tất cả đều bị hốt thuốc luân đánh bại và bắt làm tổ binh điều này cũng cho thấy rằng danh tiếng của bà không phải là lời đồn và càng khẳng định việc hốt tất liệt rất coi trọng tài năng của hốt thuốc luân